cái hòm chôn luôn. Lấy keo anh, 8 keo. Heading to supply point. Không không không, lấy xu đây em ơi. Giờ này không cần xu xiết gì đâu. Mày chỉ là cứu đồng đội được thôi chứ không thôi chứ ra xu em. Đủ xu rồi, giờ chắc đủ xu rồi. Anh 10 keo rồi. Anh 8 keo rồi. Thế bán hàng xuống xuống thôi. Em bây cần keo em. 9 keo, 9 keo. Trường hợp thường thường có hay cái khinh khí cầu này, bây giờ nó chưa rơi ta. Chờ chậm xíu em ơi, chờ chờ kiếm kiếm chỗ nha. Đây rồi, đây rồi, đây rồi. Này không có hả? Lên núi luôn. Ừ, lên trời cũng được. Núi đi. Qua này đông lắm, 18 đứa. 8 đứa đông quá. Một người trong xưởng. Hai đứa lên trên nữa đó, ổn đúng không anh? Lấy cái bắt ít ở cái này muốn lại nào vào chết này. Không, xin đồ là thánh rơi. Thánh rơi á. Không thấy người em ơi. Mọi thứ vào quá nhiều. Nó bắn nhau ngoài bo rồi. Hạ luôn kìa. À, trong trường học có người nha, nó đang bắn nhau. Khu dân cư trường học nè, mà không thấy đâu hết. Có keo à. Thấy có người kìa, thấy có người kìa. Hiểm nè. Đây có người, sao đây có người, sao đây có người. Bây được kia nào chưa em, ăn đi em. Được rồi em được. Bao nhiêu? Còn thắng thôi. Cuối em thiếu con kêu nữa đủ rồi. Bo kìa. Nên là chơi thì comment tên nhân vật nha. Vô game bật mít.